Chân thành cảm ơn chủ tọa đoàn cùng quý vị đồng nghiệp. Thì sau đây tôi xin trình bày tóm tắt các nghiên cứu HOPE4, nghiên cứu PUEC và một số thử nghiệm thay thế muối trong phiên hội nghị mới nhất cập nhật của ESC 2019. Như chúng ta đã biết thì huyết áp là một vấn đề toàn cầu, và việc kiểm soát huyết áp là một biện pháp hiệu quả để dự phòng các bệnh lý về tim mạch. Và theo các thống kê thì khoảng 80% tử vong do nguyên nhân tim mạch xảy ra ở các nước chậm phát triển và các nước đang phát triển như Việt Nam của chúng ta. Tỷ lệ huyết áp được sàng lọc cũng như kiểm soát và điều trị tại cộng đồng hiện vẫn còn tăng rất là thấp. Nghiên cứu HOPE là nghiên cứu đánh giá, 4 là nghiên cứu đánh giá thay đổi nguy cơ tim mạch ở cộng đồng bệnh nhân tăng huyết áp, được tiến hành can thiệp nhiều yếu tố tại hai quốc gia đang phát triển là Colombia và Malaysia. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định được các rào cản đối với việc kiểm soát huyết áp tại cộng đồng, cũng như là xây dựng và phát triển các biện pháp can thiệp toàn diện dựa trên các tác động trên cộng đồng để giúp cho bệnh nhân kiểm soát huyết áp được tốt hơn, và đồng thời nữa là đánh giá hiệu quả của các biện pháp này. Nghiên cứu HOPE4 là nghiên cứu đối chứng chia nhóm ngẫu nhiên và là nhãn mở, được tiến hành tại 30 cộng đồng, bao gồm các cộng đồng ở thành thị lẫn cộng đồng ở nông thôn, với đối tượng đó là các bệnh nhân trên 50 tuổi được phát hiện tăng huyết áp và hoặc là tăng huyết áp nhưng kiểm soát kém, có huyết áp tâm thu vẫn trên 140mm thủy ngân. Kết quả chính của nghiên cứu đó là tìm ra được sự khác biệt giữa điểm nguy cơ Framingham sau một năm tiến hành các can thiệp, cũng như các kết quả khác, đó là sự khác biệt về huyết áp tâm thu, tỷ lệ bệnh nhân kiểm soát tốt được huyết áp tâm thu, cũng như đường huyết, cholesterol, LDL-C và những thay đổi trong hành vi của bệnh nhân, đặc biệt là hành vi hút thuốc lá. Nghiên cứu này được tuyển lựa tiến hành tại 15 cộng đồng tại Malaysia và 15 cộng đồng tại Colombia với 1.900 đối tượng tham gia, chia thành hai nhóm là nhóm chứng và nhóm can thiệp. Với nhóm can thiệp sẽ có cùng 14 cộng đồng được lựa chọn ngẫu nhiên, và tỷ lệ 97% đạt được kết quả tại thời điểm 12 tháng. Các biện pháp can thiệp ở trong nghiên cứu HOPE4 bao gồm tác động lên đối tượng là các nhân viên y tế của địa phương sẽ tham gia công tác tiến hành sàng lọc, phát hiện và quản lý tăng huyết áp theo những hướng dẫn điều trị đơn giản, cùng như các cái tài liệu tư vấn và có sự hỗ trợ của các bác sĩ. Tiếp theo là biện pháp can thiệp số 2, đó là cấp phát thuốc miễn phí, cung cấp những loại thuốc huyết áp sẵn có tại địa phương, cũng như là kết hợp với cả thuốc hạ mỡ máu statin để điều trị tình trạng tăng huyết áp và tình trạng rối loạn mỡ máu. Đem theo nữa đó là biện pháp động viên những người nhà, người thân của bệnh nhân tham gia vào quá trình điều trị để giúp cho bệnh nhân gắn kết với điều trị, tuân thủ điều trị tốt hơn và có động lực thay đổi lối sống. Và sau khi kết thúc 12 tháng theo dõi của nghiên cứu HOPE thì chúng ta thấy được là có sự giảm, có ý nghĩa thống kê thang điểm Framingham trong cộng đồng được tiến hành các can thiệp, cũng như là có sự giảm thiểu, giảm hơn ở cái huyết áp tâm thu ở cái cộng đồng can thiệp, và việc kiểm soát huyết áp tại 12 tháng ở cộng đồng can thiệp đạt đến 80% và cao hơn 48% so với nhóm chứng. Và nghiên cứu HOPE4 này có rất nhiều ưu điểm, có nhiều kết quả tốt, tuy nhiên nó cũng có một số các hạn chế, như là trong can thiệp, tiến hành can thiệp đa yếu tố nên khó phân định được là cái yếu tố nào tác động hiệu quả hơn đến việc kiểm soát tốt huyết áp của bệnh nhân. Và trong các lần thăm khám thì ở nhóm can thiệp thì được tiến hành nhiều lần thăm khám hơn, với 4 lần thăm khám của các nhân viên y tế địa phương và 1 lần thăm khám của các bác sĩ. Còn ở nhóm chứng thì chỉ được thăm khám 1 lần thôi. Vì vậy nên nó cũng sẽ gây một số sai số trong quá trình phân tích kết quả. Và trong một thử nghiệm nghiên cứu nữa, đó là trong nghiên cứu PUEC, là nghiên cứu thu thập các dữ liệu thông tin y tế của bệnh nhân hiện tại là khoảng ở 21 quốc gia, gồm 4 nước thu nhập cao, 14 nước thu nhập trung bình và 5 nước thu nhập thấp ở những người có độ tuổi từ 35 đến 70 tuổi và thời gian theo dõi khoảng 9,5 năm. Các thông tin thu thập bao gồm là các hồ sơ sức khỏe y tế, các lối sống của người bệnh, cũng như là các kết quả xét nghiệm máu, kết quả xét nghiệm điện tâm đồ và các biện pháp nhân chắc học. Và các cái thông tin được chia thành 4 nhóm lĩnh vực, đó là về môi trường, về dinh dưỡng, về các yếu tố tâm lý xã hội và về hành vi hút thuốc lá. Nghiên cứu PUEC thì có các đặc điểm là khi mà tham gia vào nghiên cứu cũng như tuyển lựa nghiên cứu thì ở các nước đã có thu nhập cao, các nước thu nhập trung bình và các nước thu nhập thấp thì có sự đồng nhất về nhóm tuổi, về nơi cư trú của bệnh nhân ở nông thôn và thành thị.
Và sau kết quả nghiên cứu thì nguyên nhân tử vong chung đa phần là do các bệnh lý về tim mạch chiếm 40%, tiếp theo đó là các bệnh lý về ung thư chiếm 26%. Và khi phân tích các cái nguyên nhân tử vong tại các nước có các mức thu nhập khác nhau như thu nhập thấp, thu nhập trung bình và thu nhập cao, chúng ta thấy được rằng ở các nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình thì nguyên nhân tử vong chính là do các bệnh lý về tim mạch, sau đó là do các bệnh lý về ung thư. Và điều này thì có sự khác biệt đôi chút với cả ở các nước thu nhập cao. Đó là các nước thu nhập cao thì nguyên nhân tử vong chính đến từ các bệnh lý ung thư, sau đó mới đến các bệnh lý về tim mạch. Và từ các dữ liệu của nghiên cứu Pure thì người ta cũng tiến hành phân tích để xác định xem các cái yếu tố nguy cơ nào sẽ ảnh hưởng đến các bệnh lý tim mạch của những đối tượng tham gia nghiên cứu, cũng như là yếu tố nguy cơ tim mạch nào sẽ tác động gây nên tăng tỷ lệ tử vong. Thì người ta thấy rằng đối với các cái yếu tố về lối sống cũng như là các yếu tố về chuyển hóa là những cái yếu tố nguy cơ chính để gây nên các bệnh lý tim mạch và gây nên tử vong chung. Đồng thời nữa là khi phân tích theo từng quốc gia thu nhập thấp, thu nhập trung bình và thu nhập cao thì cũng có sự đồng nhất giữa các quốc gia, đó là các yếu tố về lối sống và các yếu tố về chuyển hóa là những yếu tố nguy cơ gây tăng tỷ lệ mắc các bệnh lý về tim mạch và tăng tỷ lệ tử vong. Như vậy thì từ nghiên cứu PEER chúng ta thấy rằng là các bệnh lý tim mạch là nguyên nhân tử vong chính ở trên toàn cầu và tại các nước có thu nhập thấp hoặc thu nhập trung bình. Tử vong do ung thư thì phổ biến hơn ở các nước có thu nhập cao và các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được chiếm khoảng 70% nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch và tử vong. Đồng thời nữa là trong hội nghị ESC cũng có công bố một thử nghiệm thay thế muối tiến hành tại Peru. Thử nghiệm này là tác động lên tại cộng đồng để thay đổi việc muối có hàm lượng natri cao bằng muối có hàm lượng natri thấp hơn để giảm nguy cơ giảm huyết áp ở những bệnh nhân, ở những người trên 18 tuổi tại cộng đồng ở Peru. Và đối tượng nghiên cứu đó những người trưởng thành ở 6 ngôi làng ở vùng ngoại ô làm nghề là nông nghiệp hoặc là đánh cá, và loại trừ những người mắc các bệnh lý như bệnh thận mãn tính, như bệnh lý về tim mạch và đang dùng digoxin. Thì nghiên cứu này tiến hành can thiệp đó là cấp phát miễn phí muối có hàm lượng natri thấp hơn so với muối thông thường. Vì thông thường thì người ta sử dụng muối có hàm lượng natri khoảng 100%, thì ở Peru người ta tiến hành nghiên cứu và thay cái muối thông thường này bằng muối chứa 75% natri clorua và 25% kali clorua. Và cái muối được thay thế này được sử dụng ở tất cả các hộ gia đình, tại các cửa hàng ăn uống cũng như là các cơ sở chế biến thực phẩm. Và thời gian theo dõi trong vòng 3 năm từ năm 2014 đến năm 2017. Và sau khi kết thúc nghiên cứu thì người ta thu được kết quả đó là ở quần thể mà sử dụng muối thay thế thì có huyết áp tâm thu thấp hơn so với cái nhóm chứng khoảng 1,23mm thủy ngân, cũng như là các phân tích dưới nhóm thì thấy rằng ở những đối tượng mắc tăng huyết áp sau khi sử dụng muối thay thế thì huyết áp tâm thu cũng giảm được khoảng 1,92mm thủy ngân, và những đối tượng trên 60 tuổi thì huyết áp tâm thu giảm được khoảng 2,17mm thủy ngân. Và đồng thời nữa là người ta theo dõi ở trong cộng đồng để xem là những người bình thường có thể có tiến triển về tăng huyết áp, thì thấy rằng khi sử dụng muối có thay thế muối được thay thế với hàm lượng natri thấp hơn thì tiến triển của những người này tăng huyết áp sẽ thấp hơn so với những người mà thuộc nhóm chứng. Và đồng thời nữa là khi sử dụng muối thay thế này sẽ làm giảm được 55% tỷ lệ mắc tăng huyết áp trong khi theo dõi trong vòng 3 năm. Như vậy, trong việc quản lý tăng huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch, người bệnh cần là trung tâm của các hoạt động chăm sóc, cần tác động về nhiều yếu tố như cung cấp các dịch vụ y tế thuận lợi, đầy đủ, kết hợp với chi phí phù hợp, gắn kết gia đình, bệnh nhân vào trong quá trình điều trị để giúp người bệnh tuân thủ tốt hơn và điều chỉnh các yếu tố nguy cơ thay đổi được, đặc biệt là giảm muối trong việc ăn uống và sinh hoạt hàng ngày sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ các bệnh mắc các bệnh lý tim mạch cũng như tử vong do các bệnh lý tim mạch. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ Tuấn đã cho chúng ta tóm tắt ba cái báo cáo là báo cáo nghiên cứu HOP 4, nghiên cứu PEER và nghiên cứu thay thế giảm muối. Đây là ba cái báo cáo mà nó cũng đã làm cho chúng ta thay đổi trong cái chiến lược điều trị bệnh nhân tăng huyết áp. Thì như chúng ta thấy, tức là hiện nay thì
các bệnh lý tim mạch là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, và đặc biệt là ở các nước đang phát triển và các nước chậm phát triển. Và liên quan đến các bệnh lý tim mạch thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều yếu tố liên quan nguy cơ, và trong việc kiểm soát tăng huyết áp thì chúng ta cũng sẽ phải kiểm soát đồng thời tất cả các yếu tố nguy cơ, để nhằm mục tiêu là giảm thiểu tối đa các cái biến cố và tử vong cho người bệnh. Và trong các nghiên cứu này thì chúng ta sẽ thấy là trong cái nghiên cứu HOP 4 thì với cái việc mà chúng ta phải đưa về cộng đồng là một cái vấn đề mà rất là quan trọng, bởi vì nếu chúng ta chỉ tập trung điều trị bệnh nhân ở các cái tuyến cao thì rất là khó khăn trong việc tiếp cận bệnh nhân. Cho nên trong cái nghiên cứu đấy chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta đưa về cộng đồng thì với những cái hướng dẫn đơn giản là chúng ta cũng có thể giúp người bệnh kiểm soát được cái huyết áp. Và đặc biệt là chúng ta thấy rằng là trong việc kiểm soát huyết áp thì với cái việc thuốc huyết áp cộng phối hợp với statin đã có những cái hiệu quả rõ rệt. Cho nên cái kết quả nghiên cứu này nó cũng đưa đến một cái khuyến cáo rằng là có thể xem xét đưa chỉ định statin cho các bệnh nhân tăng huyết áp với cái nguy cơ từ vừa trở lên là chúng ta có thể cho statin. Các cái nghiên cứu khác cũng cho ta thấy rằng là muối, chế độ ăn giảm muối cũng là một cái quan trọng hàng đầu trong việc kiểm soát huyết áp. Thì không biết là đấy là một số mà ý kiến của tôi thông qua những cái này, không biết là Thạc sĩ Linh có ý kiến thêm. Xin cảm ơn Phó sư Yến. Thì em cũng xin hỏi một câu cùng với một cái trao đổi, chúng ta vẫn đang được livestream đấy ạ, là mọi người đã nghỉ ăn trưa rồi nhưng ta vẫn tiếp tục online, nên là Phó sư Yến là một người có rất nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà kiểm soát các tham gia các dự án điều trị tăng huyết áp, và cái nghiên cứu của bác sĩ Tuấn trình bày cho thấy là cái tỷ lệ tăng huyết áp rất là cao, đặc biệt các nước đang phát triển. Vậy thì theo kinh nghiệm của cô Yến thì trong cái hoàn cảnh Việt Nam thì đâu là cái thách thức lớn nhất đối với việc kiểm soát huyết áp tại cộng đồng? Một bệnh nhân vào viện thì mình cứ đè họ, mình bắt họ uống thuốc thì chắc chắn họ phải uống thôi. Nhưng nếu mà bệnh nhân về tại cộng đồng, điều trị tại cộng đồng thì đâu là cái thách thức lớn nhất để khiến người bệnh nhìn những khía cạnh vĩ mô đó, cộng đồng đó, đâu là thách thức lớn nhất đối với cái hệ thống y tế trong cái việc kiểm soát huyết áp cho người bệnh? Đây là một cái điều mà khi mà người ta làm nghiên cứu thì người ta thấy rằng là một trong những cái rào cản lớn nhất để mà đạt được cái mục tiêu điều trị, đó chính là cái việc là tuân thủ điều trị của người bệnh. Đấy là một cái rào cản rất là quan trọng. Vì vậy mà trong cái chiến lược mới hiện nay thì và cái việc không tuân thủ điều trị này thì ở tất cả các quốc gia nó đều có cái hiện tượng này. Bởi vì thực ra là chúng ta kê thuốc, nhưng cái việc mà về nhà bệnh nhân có tuân thủ hay không là cả một cái vấn đề. Vì nó còn cái việc tuân thủ nó có thể liên quan đến cái việc là tác dụng phụ của thuốc, liên quan đến số lần uống thuốc. Thì người ta thấy rằng là nếu số viên thuốc uống càng nhiều thì cái sự tuân thủ càng kém. Thế chính vì vậy mà để cái tuân thủ tốt hơn thì một trong những chiến lược quan trọng đó là thứ nhất là phải làm sao là cái thuốc nó phải đơn giản để bệnh nhân có thể chỉ cần dùng một lần. Và trong cái việc đơn giản hóa này là người ta tích cực dùng những cái viên thuốc phối hợp, cho một viên thuốc phối hợp hai thuốc, ba thuốc để cho giúp cho bệnh nhân tuân thủ tốt hơn. Ngoài ra thì cái việc tuân thủ này nó còn liên quan đến cái việc là cái hạn chế trong cái việc điều trị, thì nó còn liên quan đến việc là đối với bác sĩ thì là nhiều khi bác sĩ cũng quen cái thói quen từ trước đến nay là mình có thể cứ từ từ cho một thuốc đã, xong rồi mình mới cho đến thuốc thứ hai, thứ ba. Đấy, thì nhưng mà hiện nay với những cái việc như vậy thì người ta khuyến cáo là dùng ngay lập tức một cái viên phối hợp, và có thể dùng viên phối hợp với liều thấp để mà mình không bị cái thói quen là chỉ cứ đơn trị liệu. Thì đấy là một số những cái mà trong cái khuyến cáo mới người ta nhấn mạnh trong cái việc chiến lược điều trị bệnh nhân tăng huyết áp. Và đương nhiên trong cái việc sử dụng thuốc này thì một trong những cái vấn đề quan trọng đó là cái việc kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ đi cùng. Và quan trọng nữa đó là cái việc thay đổi cái lối sống để mình đồng thời kiểm soát tất cả các yếu tố nguy cơ. Xin cảm ơn cô Yến. Thế thì cũng có một câu hỏi cho bác sĩ Tuấn, tại vì anh cũng trình bày cái nghiên cứu rất là hay về thử nghiệm thay thế muối. Thế bây giờ liệu ở Việt Nam đã có cái loại muối mà nó có kali cloro thay thế natri chưa? Nếu thế thì nếu mà có mới lại bảo các công ty Masan này nọ cứ sản xuất ra xong bán ra rất là cao thì là lại cũng là tốt, thì bây giờ ở Việt Nam đã có chưa để mà mình có thể ứng dụng trong cho bệnh nhân ở Việt Nam hay không? Biết rồi đấy ạ. Vâng.
Thưa anh Linh cũng như thưa cô Yến, thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta thì cũng đã có một số các cái công ty người ta giới thiệu là có cái sản phẩm này. Tuy nhiên thì sản phẩm này cũng hiện tại cũng chưa phổ biến ở Việt Nam, bởi vì là thứ nhất là chúng ta cũng nắm được là nước chúng ta thì là một nước ven biển, đường biển rất là dài, việc sản xuất muối của chúng ta vô cùng đơn giản, giá thành nó cũng không cao. Tuy nhiên là khi mà chúng ta thay đổi từ muối thông thường sang loại muối có giảm hàm lượng natri thì cái chi phí nó cũng là một cái thách thức đáng kể. Thì hiện tại chúng ta cũng cần có những cái chính sách, ví dụ như ở Peru chẳng hạn, thì khi người ta áp dụng những cái nghiên cứu này, người ta cũng phải thực hiện các chính sách như là hỗ trợ về trợ giá, cũng như là hỗ trợ để cộng đồng người ta hình thành một cái thói quen sử dụng muối. Ví dụ như là ở Peru thì người ta có một giải pháp, đó là người ta khi mà người dân mang cái muối thông thường từ nhà đến thì họ sẽ lại đổi cho người dân cái muối mà được thay thế, được giảm bớt hàm lượng natri. Thì chắc có lẽ là chúng ta cũng cần phải những chính sách đến từ Bộ Y tế để giúp cho người dân của chúng ta điều chỉnh được các yếu tố nguy cơ. Vì như chúng ta biết là hiện tại thì Bộ Y tế của chúng ta cũng đang thực hiện chương trình vận động chúng người dân giảm muối trong các bữa ăn hàng ngày. Vì theo nghiên cứu thì mỗi người dân Việt Nam của chúng ta hàng ngày thì ăn khoảng 9,6 gram muối, và thấy rằng là chúng ta đang cao hơn so với mức được khuyến cáo rất là nhiều. Vì khuyến cáo thì hàng ngày chúng ta chỉ nên sử dụng khoảng 5 gram muối mỗi ngày thôi. Cảm ơn. Vâng, thì về cái vấn đề ăn giảm muối này thì chúng tôi cũng xin có ý kiến, tức là Bộ Y tế thì cũng đã xây dựng cái chiến lược quốc gia phòng chống, tức là chiến lược quốc gia để ăn giảm muối. Thế và cái chiến lược này thì cũng đã được phê duyệt. Nhưng với những cái bằng chứng này thì chúng ta cũng có thể đề xuất để chính phủ đưa vào một cái chiến lược mà sử dụng muối ăn có kali thay thế cho muối ăn thông thường. Thì tất nhiên những cái chiến lược này là nó phải đưa từ chính sách từ cấp cao, và mình có phải có một cái chiến lược mà để có hỗ trợ từ các cấp. Nhưng mà với những cái bằng chứng này thì cũng vai trò rất là quan trọng của những nhà chuyên môn để thuyết phục các cái nhà quản lý để xây dựng chính sách. Vâng, có đồng nghiệp nào có câu hỏi gì thêm không ạ? Vâng, vâng, thì như vậy thì cũng đã hết giờ, thì chúng tôi cũng sẽ xin được phép kết thúc cái phiên báo cáo ở đây ạ. Vâng, xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các quý vị.